Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc sách giữa trưa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một cuốn sách có tên đề là Thai giáo, hành trình của yêu thương, chủ biên của Hội quán các bà mẹ, cố vấn Hiệu Đính, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đây là sản phẩm của nhà xuất bản Phụ Nữ. Và đi kèm cùng với cuốn sách Thai giáo, hành trình của yêu thương là một đĩa CD hướng dẫn hát ru, cố vấn của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Và tôi xin đọc lời giới thiệu của lời được coi như là lời tựa của cuốn sách này, có tên đề là Thai giáo, hành trình của yêu thương, của thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Thai giáo là gì? Thai giáo là một phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ, là cách dạy con từ khi còn là bào thai. Trong cuốn Từ điển Hán Việt của tác giả Đào Duy Anh in năm 1932 giải thích mục từ thai giáo như sau: thai giáo, sự giáo dục cho con cái từ khi có mang. Khi có mang, phàm tư tưởng, ngôn ngữ, hành động của người mẹ đều có ảnh hưởng đến tính cách đứa con, nên người mẹ phải giữ gìn cẩn thận. Thai giáo cũng là quá trình giáo dục với các biện pháp tổng hợp được bắt đầu từ khi chuẩn bị mang thai, tiến hành dạy dỗ và giáo dục thai nhi một cách chủ động, tích cực, giúp thai nhi phát triển toàn diện cả thể chất, tinh thần, trí tuệ và nhân cách. Thai giáo còn là biểu hiện tình cảm giữa các thế hệ, là bản năng tự nhiên gắn liền với khát khao làm cha làm mẹ, là sự thể hiện tình cảm yêu thương dành cho con. Ai cũng từng được thai giáo, nhưng khác nhau ở mức độ, cách thức. Nguồn gốc của thai giáo. Cho đến nay, các tài liệu khoa học viết về thai giáo vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc thai giáo bắt nguồn từ đâu và chính xác có từ khi nào. Nghiên cứu những tư liệu lịch sử cho thấy, từ hơn 1.000 năm trước, các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Israel của người Do Thái đã rất coi trọng việc dưỡng dục thai nhi, dạy con từ trong bụng mẹ. Có tài liệu cho rằng học thuyết thai giáo xuất hiện từ đời nhà Chu của Trung Quốc. Chu Văn Vương là vị vua sáng lập ra triều đại nhà Chu, triều đại trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc, gần 800 năm. Ông là một bậc thánh quân, không chỉ trị nước anh minh mà còn là tác giả của một tác phẩm kỳ diệu và bậc nhất của nhân loại, đó là Kinh Dịch. Tương truyền mẹ Chu Văn Vương khi có mang nhà vua đã giữ gìn rất cẩn thận theo kinh nghiệm phương Đông. Bà không để mắt phải nhìn những thứ xấu xa, tàn héo, mà sớm mai ngắm bình minh rạng rỡ chân trời, đàn chim sải cánh nhịp nhàng, bông hoa lung linh sương động, bức tranh tươi rạng sắc màu, hài hòa đường nét. Đi đứng, ngồi nằm đều nhẹ nhàng, cười nói vừa phải, dù tức giận cũng không chửi mắng. Theo ghi chép của sách Tân Sách Thai Giáo. Từ đó về sau, nhận thức và kinh nghiệm về phương pháp giáo dưỡng thai nhi của y học cổ truyền ngày càng phong phú, ngày càng phát triển và trở nên phong phú. Nhiều sách cổ ở Trung Quốc có ghi lại học thuyết giáo dục thai nhi. Trong cuốn Trục Nguyện Dưỡng Thai Pháp, Từ Chí Tài đời Bắc Tề yêu cầu thai phụ ăn tinh uống chín, ăn canh cá, ăn thịt bò dê, không để cơ thể mệt nhọc, không ở yên bất động một chỗ, phải ra ngoài dạo chơi. Trong cuốn Trừ Bệnh Nguyên Hậu Luận đời Tùy nói, muốn con tài đức thì phải đoan chính, hòa nhã, đứng ngồi ngay ngắn, mắt không nhìn bậy bạ, miệng không nói điêu ngoa, tâm không có tà ý. Trong Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành, Nhất Bộ Toàn Lục đời Thanh có học thuyết dạy thai nhi khá đầy đủ, hệ thống, tập hợp các nội dung có liên quan đến giáo dục thai nhi thời cổ đại, đặt tên là Tiệu Nhi Vị Sinh Thai Dưỡng Môn. Trọng tâm của những học thuyết này là cho rằng thai nhi không ngủ li bì trong cơ thể mẹ, mà ngay từ khi mới hình thành đã chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi tâm sinh lý của người mẹ, yêu cầu trong thời kỳ mang thai, thai phụ phải tu tâm dưỡng tính, không được để thất tình, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn làm ảnh hưởng.
Những tài liệu này cho thấy nền giáo dục Trung Quốc từ xưa đã coi trọng tính cách thiêng liêng hơn muôn loài, linh ư vạn vật của con người, nên đã sớm quan tâm vấn đề thái giáo. Theo cuốn Cẩm nang thái giáo, phương pháp giáo dục khi trẻ còn là bào thai của Trần Trúc Anh năm 2007. Ở Việt Nam giải rác trong các tác phẩm như Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi, Phụ Đạo Sán Nhiên, Tọa Thảo Lương Mô, Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng đã ghi lại khá nhiều những kiến giải đặc sắc về phép thai dạ, về phép giáo dưỡng thai nhi. Khi thai sản quan phòng gìn giữ, học cổ nhân huấn tử trong thai, dâm thanh nhớ để ngoài tai, ác ngôn chớ chút động lòng sẩn sơ. Từ xuất nhập khởi cư hành động, có lễ nghi nghiêm trọng đoan trinh, đứng ngồi chính đại quang minh, cho bằng phẳng thế chớ nghiêng lệch mình. Gia Huấn Ca. Tổ Danh Y Tuệ Tĩnh cũng dẫn coi trọng điều này. Trong tác phẩm Nam Dược Thần Hiệu, Danh Y Tuệ Tĩnh viết: âm dương hòa hợp thì muôn vật sinh, tinh huyết giao cảm thì thai nghén lành. Phàm động vật lúc mới thai nghén cũng giống như thực vật kết hột, cốt được yên lặng ôn hòa thì mới thành được quả. Nếu bị rét, nắng, gió sương lay chuyển thì không khỏi điêu tàn. Trong vạn vật, thời chỉ có loài người được bẩm thụ chánh khí của trời đất, gồm cơ trí muôn vật, vượn sáng suốt của trăm loài, cho nên lúc sinh đẻ, nuôi nấng so với mọi loài vật đều khác xa. Lấy lai lịch loài người mà nói thì phép dưỡng thai rất quan trọng. Thời kỳ mang thai là rất quan hệ, vì có tổ tiên mới sinh ra con cháu, có con cháu mới nối dõi tổ tiên. Cho nên trong lúc thai nghén cần và phải giữ gìn điều dưỡng, không nên xem thường. Nhật Bản cũng là nước rất coi trọng thai giáo và phổ biến thai giáo cho toàn dân từ xa xưa. Các học thuyết về thai giáo kết hợp với kinh nghiệm dân gian được lưu truyền bằng nhiều cách. Nhật Bản cũng là quốc gia tích cực nhất trong việc đề xướng thai giáo trên thế giới. Năm 1983, Masaru Ibuka, doanh nhân nổi tiếng người Nhật, cha đẻ của tập đoàn Sony, là người rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục con trẻ, đặc biệt là giáo dục tài năng sớm. Ibuka đã cho ra đời một trung tâm giáo dục thai nhi mang tên Ibuka. Một kết luận đặc biệt quan trọng của Ibuka là vật cản chủ yếu cho sự nảy nở tiềm năng trí lực con người lại chính là hệ thống giáo dục, được coi là văn minh, cái hệ thống vốn chỉ chú trọng đến việc nhồi nhét kiến thức, mài giũa lý trí, mà bỏ qua coi nhẹ mọi mặt tình cảm, mọi nguồn cảm xúc. Thứ duy nhất mà cha mẹ cần làm đó là hãy dành nhiều thời gian hơn để yêu thương con. Theo cuốn Sau 3 tuổi thì đã muộn của Masaru Ibuka in năm 1971. Ở các nước phương Tây như Pháp, Mỹ, v.v. cũng đã có nhiều trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thai giáo. Tại Mỹ năm 1977 đã thành lập một trường đại học đặc biệt, trường đại học chuyên hướng dẫn thai phụ cách giáo dục thai nhi. Vào khoảng những năm 1980, Học viện Sức khỏe Y tế Paris của Pháp cũng đã làm thí nghiệm về thai giáo. Đó là bài viết của Thạc sĩ Phạm Thị Thúy, Thai giáo hành trình yêu thương, mà quý vị và các bạn có thể tìm trong cuốn sách Thai giáo hành trình của yêu thương, kèm với một đĩa CD về hướng dẫn hát ru, cố vấn của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Đây là cuốn sách chủ biên của Hội quán các bà mẹ, cố vấn và hiệu đính bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đây là sản phẩm của nhà xuất bản Phụ Nữ. Và sau đây thì tôi xin đọc thêm một bài viết của chuyên viên xã hội học Nguyễn Thị Thanh Thúy về giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã được thai giáo như thế nào. Tôi được nghe má tôi, cậu mợ năm, kể lại rằng khi mang thai tôi là lúc má tôi vẫn còn đang sống cùng ông bà nội tại chợ giữa. Phía sau nhà là một lò giết mổ heo. Hàng ngày vào lúc 3 giờ sáng, má tôi lại giật mình thức dậy bởi tiếng la hét của những con heo bị thọc huyết, và sau đó má không thể nào ngủ lại được. Má đem chuyện này kể cho cậu Năm nghe. Cậu Năm của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là ông Nguyễn Tri Khương, cháu ngoại của vị anh hùng Nguyễn Tri Phương. Ngay lập tức cậu Năm đến gặp ông nội và thưa với ông: kính thưa bác,
Chắc bác cũng biết sách sử để lại có nói về chuyện mẹ thầy Mạnh Tử ngày xưa phải mấy lượt rời nhà đi để con mình được ở những nơi có ảnh hưởng tốt đến tinh thần của thai phụ. Em gái cháu đêm nào cũng bị tiếng heo la hét làm thức giấc, tâm trạng lo lắng hoảng hốt sẽ có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng không tốt cho bào thai. Vì vậy, xin bác cho phép cháu rước em về khu vườn yên tĩnh của gia đình cháu để hai mẹ con em được thư thái trong thời gian mang thai. Ông nội tôi cũng biết việc mẹ thầy Mạnh Tử mấy lượt rời nhà và hiểu được những bất lợi của môi trường sống hiện tại nên đã bằng lòng. Nhà cậu Năm nằm ở giữa một khu vườn thoáng mát xanh tươi, giáp danh là Đông Hòa và làng Vĩnh Kim. Cậu Năm cất một cái trái nhà rộng rãi ngay bên cạnh, có chỗ ngắm hoa ngắm cảnh và cả chỗ để má tôi ngồi đọc sách. Cậu trồng hai loại hoa là vạn thọ và móng tay, với ý nghĩa là mong ước đứa bé sanh ra đời sẽ sống lâu và biết đàn hay. Trước đây cậu Năm rất thích đá gà, nhưng từ ngày má tôi về, cậu đã dẹp tất cả các chuồng gà và không bao giờ tổ chức cuộc đá gà tại nhà như trước nữa. Những cuốn sách có tính cách giáo dục như Cổ học Tinh Hoa, Luận ngữ, Nhị thập tứ hiếu, Gia huấn ca của Nguyễn Trãi được cậu tôi chọn lựa để má tôi đọc. Mỗi ngày sau giấc nghỉ trưa, cậu Năm lại thổi cho má tôi nghe những bản nhạc truyền thống, ca nhạc tài tử miền Nam. Và cậu cũng không quên nói chuyện với bào thai trong bụng. Bé ơi, cậu Năm thổi cho con nghe bài Lý Bốn Mùa nghe. Thỉnh thoảng cậu Năm lại đọc thơ đường cho má tôi nghe. Má tôi chọn lựa những bài thơ hay học thuộc và lại hát ngâm cho tôi. Dù má tôi thích xem hát bội, nhưng cậu Năm không cho má đi xem, vì cậu cho rằng loại tuồng này có những vai tướng với nét mặt vẽ vẩn vện hung dữ sẽ ảnh hưởng không hay đến thai nhi. Trong phòng ngủ của má, cậu Năm cho treo bộ tranh Tố Nữ, tức là bộ tranh có bốn cô con gái xinh đẹp đang dạo đờn. Má tôi cũng rất thích bức tranh này và mỗi lần ngắm tranh lại thấy lòng thư thái và bình yên. Không chỉ cậu Năm mà cả mợ Năm cũng rất yêu thương và quan tâm đến má con tôi. Mợ luôn theo dõi sự lớn lên của tôi trong bụng má mỗi ngày. Trước khi lấy chồng, mợ làm việc trong nhà hộ xanh và cũng luôn được khen là mát tay vì những đứa trẻ mợ đỡ đều chào đời mạnh khỏe. Mỗi khi nghe má tôi nói bảo thai đang đạp trong bụng thì mợ tôi lại xoa bụng má và nói với tôi: "Con ơi, đừng đạp mạnh, má đau nghe con." Mợ khuyên má tôi nên nhẹ nhàng vuốt ve bụng và nói chuyện với bảo thai. Suốt 9 tháng trong thai, tôi được nghe cả nhà đờn ca, đọc thơ. Hàng ngày, má tôi đi dạo ngoài vườn xem bông vạn thọ nở vàng rực rỡ, ngắm những bông hoa móng tay đủ màu sắc, nghe tiếng chim ríu rít trên cành. Bà con lối xóm cũng thường đến thăm má tôi, trò chuyện thân tình vui vẻ. Má tôi không phải nghe tiếng cãi nhau, quát tháo hay giận dữ. Có lẽ nhờ tiếng sáo của cậu Năm, tiếng đờn kìm của ba, tiếng đờn tỳ bà của ông nội và tiếng đờn tranh của cô ba từ lúc tôi còn là thai nhi đã giúp tôi thấm nhuần và tràn ngập tình yêu đối với âm nhạc dân tộc Việt Nam. Lúc lên 2, tôi đã biết nhảy nhịp theo tiếng đờn của ông nội. Lên 6 đã biết đờn kìm. Lên 8 tuổi đã biết đờn cò. 12 tuổi biết đờn tranh. Và 14 tuổi biết đánh trống nhạc. Và cho đến mãi sau này, tình yêu âm nhạc dân tộc vẫn luôn chảy tràn trong huyết quản đã tiếp tục giữ tôi trên con đường học hỏi, luyện tập, biểu diễn, sưu tầm, phổ biến và phát huy âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tôi luôn cho rằng mình vô cùng may mắn vì đã được thai giáo bởi một gia đình truyền thống âm nhạc. Mặc dầu không có những nghiên cứu về môn này, nhưng đã làm những điều rất phù hợp với phương pháp thai giáo hiện nay. Đây là bài viết của thạc sĩ Phạm Thị Nguyễn. Đây là bài viết, xin lỗi quý vị và các bạn. Đây là bài viết của chuyên viên xã hội học Nguyễn Thị Thanh Thúy, ghi lại lời giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê trong buổi nói chuyện chuyên đề Giáo thai và tác dụng của hát du đối với thai nhi do Hội quán các bà mẹ tổ chức vào ngày 12 tháng 5 năm 2010. Và quý vị và các bạn có thể tìm đọc được thêm nhiều bài khác trong cuốn Thai giáo,
Hành trình của yêu thương do hội chủ biên của hội quán các bà mẹ cố vấn với hiệu đính của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, kèm theo đĩa CD hướng dẫn hát ru cố vấn của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình này lần sau.